Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Ray miền Tây nha. Thì hôm nay chủ nhật cả nhà ơi. Với dịch bệnh nhiều quá nên là hôm nay không có đi quay cùng mấy chú cháu anh em được. Thì hôm nay Ray miền Tây sẽ review vườn dừa xiêm của Ray miền Tây với ổi cho cả nhà cùng theo dõi nha. Xin mời cả nhà theo chân Ray miền Tây nha. Đây, dừa xiêm xanh của Ray miền Tây đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy sai trái chưa? Gốc còn thấp nha cả nhà nha. Thì cái bùn dừa này là Ray miền Tây để thử để giống á cả nhà. Để cho nó rám nó già già lại nó khô khô lại tí xíu rồi Ray miền Tây sẽ ương giống nha. Mình ương giống mình dăm lại những cái cây mà bị hư á cả nhà. Mình ương giống lại. Cả nhà thấy trái đã chưa? Dừa xiêm của Đài miền Tây là mới thu hoạch 2 ngày trước nha cả nhà. Nên là thấy cũng không không còn sai lắm nha cả nhà nha. Do tình hình dịch bệnh á cả nhà nên là giá cả của dừa lái vô thu mua nó không được cao. Nó tầm khoảng chừng 60 tới 70 ngàn một chục nha cả nhà. Một chục dừa 12 trái nha cả nhà nha. Cả nhà thấy đẹp chưa? Rất là sai trái. Thấy Mình chưa? có trồng ổi thêm nha cả nhà. Những cái khoảng trống á, những khoảng trống mà mình thấy cũng hơi tiếc nên là có xen ổi vô. Ổi này là ổi lê Đài Loan nha cả nhà. Lê Đài Loan trái của nó thon thon dài. Mình thấy thon thon dài. Lê Đài Loan. Với mình có trồng thêm hai loại ổi nữa. Đó là ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng là nó ít hột nha cả nhà. Nếu mà khi nó đạt đợi đến cái độ chín của nó là trong ruột của nó tầm khoảng chừng mười mấy hạt à. Nhiều khi có trái không có hạt luôn nha cả nhà nha. Với ổi ruby, ruby ruột đỏ cả nhà. Nó cũng giống ổi nữ hoàng nhưng mà cái màu của nó ở trong nó đỏ, đẹp lắm. Ăn thơm ngon lắm cả nhà. Nó cả nhà thấy không, cái dừa nó mới có bốn bốn tấc lóng mà nó ra trái vậy nè cả nhà. Thì có anh ông chú ông gì chắc chú ông đi hút mật đây. Nhà thấy đạt chưa? Cả nhà có muốn nước dừa không? Đây miền Tây ship cho cả nhà tới nơi luôn, tận chỗ luôn. Cái này nó trái cái buồn của nó sai quá đó cả nhà. Cái bắt đầu trái của nó nông lẫn nhau á, trái nó chen chút nông lẫn nhau. Trái này nó bị yếu thế quá, nó bị bị mấy anh kia hất hủi nó ra nên là nó bị hư dục cả Xuồng nhà ấy. cơm vàng. Bên kia có đàn gà đi kiếm ăn. Thấy không? Vườn này mình cũng tiện lợi lắm nha cả nhà nha. Ở dưới ao thì có cá, nuôi cá, có tôm. Ở trên bờ thì mình tận Đây dụng mình dừa này nuôi gà. là mình cũng để giống nha cả nhà nha. Vườn này khoảng lót khoảng chừng 30 ngày nửa tháng nữa là mình ương được anh. Bà tỉa ổi không à? Ba mình đang tỉa ổi bánh cả nhà, xử lý cho ra bông á cả nhà. Để chút mình đi vòng qua mình review cho cả nhà xem nha. Bà không lấy cái nón. Đây, dừa xiêm tiếp tục cho cả nhà xem đây.
Này để mình xuống đây mình kiếm coi có trái ổi ruby ruột đỏ nào không, mình sẽ hái cho cả nhà thưởng thức nha. Đây là ổi ruby nè cả nhà. Ổi ruby là cái lá của nó hơi sần hơn, nó to hơn là ổi nữ hoàng hoặc là ổi lê Đài Loan nha cả nhà. Cái bảng của nó là cái bảng của nó to toàn bằng bàn tay mình luôn á, bốn ngón tay luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đây, cái này là cây ruby đây. Nhiều có trái chín. Đây, mình hái cho cả nhà coi nha. Đây, mình cạp ra luôn rồi cả nhà. Nãy mình không có đem dao. Đây, mình cạp ra, mình review cho cả nhà cùng xem nha. Giờ sẵn đây xin mời cả nhà cùng thưởng thức với trai miền Tây luôn nha. Ổi ruby ruột đỏ nha cả nhà. Ngon thơm lắm. À, trái này nó hơi hạt như nó cũng còn hơi nhiều. Cả nhà thấy nó chín, nó đỏ ra tới ngoài vỏ luôn nè cả nhà. Ẩn ra tới vỏ luôn. Rồi xin mời cả nhà cùng thưởng thức ổi ruby ruột đỏ cùng với trái miền Tây nha. Nhà thấy không? Rất là ngon. Thơm, ngọt, giòn. Các nhà thấy cái lỗi trắng trắng ở trong không? Nó chỉ có vài hạt ở trong rồi cả nhà. Nó chỉ có vài hạt ở trong thôi, chứ nó không có hạt nhiều nha cả nhà nha. Bây giờ mình ăn mình không có sợ là hạt sẽ vô, nó vướng vô gì ruột thừa rồi nha cả nhà nha. Đây, ổi này là ổi lê Đài Loan nha cả nhà. Trái nó hơi thon, nó như kiểu như quả su của mình đấy cả nhà. Trên miền Tây có trồng một cây cherry, cây này trồng được 2 năm rồi cả nhà. Cả nhà thấy không, 2 năm rồi nó mới đạt cái như đây à. Chưa thấy bông, chưa thấy trái gì luôn nha cả nhà. Đó, cây vú sữa cả nhà nhớ không? Vú sữa Vĩnh Kim. Ổ kiến vàng. Xử lý đọt vậy nè cả nhà. Mấy nách lá mà. Dưới này cặp mấy cặp bông rồi chừa trên này một cặp để À. cho nó ra tự tiếp. Cái À. này thì trái nó nuôi mình lãi bớt hai mấy cái bông đeo nè, nuôi lấy cái bông cái thôi. À. Thường thường ổi ruby nó ra nhiều bông lắm, À. tỉa bớt. À, cái này quên, cái này ổi, cái ổi ruby nha cả nhà. Ruột đỏ mà nãy mình hái mình review cho cả nhà xem đó. Ruby. Đây, bố. Cả Cái nhà nha. cách tỉa ổi này thì mỗi người một ý, cái này mình chỉ làm theo ý mình thôi. Mỗi người ý khác nhau, một cách khác nhau. Nhà vườn không ai giống ai vậy. Phân phương cách thức xử lý này nọ cũng không ai giống ai. Nên mình làm theo ý mình thôi chứ cái này cũng không dám là để gọi là hướng dẫn ai hết. Cái này là không phải hướng dẫn nha cả nhà nha. Mình ba làm theo ý của ba nha cả nhà. Nên là không phải là mình đăng clip này lên để hướng dẫn những cô chú anh chị khác sẽ làm theo nha. Lỡ làm theo mà không có đúng cái đã thừa mình chết luôn à. Cái này cái ổi lê Đài Loan nha cả nhà. Khi mà Có trái nó gì mình cắt cái rúng vàng cho sâu, đừng có ở trong này đừng mình bọc luôn khỏi xịt thuốc. à nha cả nhà nha, cho cái rúng này nè. Nếu mà mình để dài quá sâu nó sẽ bám vô, cái mình không thấy, mình bọc lại là cái trái này sẽ bị sâu ăn nha cả nhà. Còn như vậy là mình thấy nè, là không có bám nên là mình bọc lại, trái này ăn được chắc Cái bú. lớn thì có thể cặp về mình bao luôn, còn cái nhỏ này không đủ sức nuôi thì lựa trái nào tốt chừa lại tỉa bớt một trái. Cỡ này bao được rồi, lát ta chiều bao. Cái này là bao nha cả nhà nha. Mình xử lý mình ăn chắc mặt bền đó cả nhà.
mình thí dụ cặp đôi này nè, mà cây nó còn nhỏ nó, mình sợ mà cây nó mất sức á, nên là mình sẽ bỏ một trái, rồi để hôm để hai trái, cây nó mất sức nó ra chất lượng trái nó không ngon cả nhà. Với cái nhánh của nó còn nhỏ á, nhánh còn nhỏ mà mình để một cặp hai trái, cả nhà biết á, nếu mà cái trái này nè mà ra đạt chuẩn là lớn chín đạt chuẩn á, là một trái này có thể là 3 tới 500 gram á cả nhà, là nửa ký á, 300 gram tới nửa ký cả nhà. Mà mình mà mình để một cặp này nó ra 1 ký mà cái nhánh mình nhỏ quá nó sẽ gãy, gãy mình bỏ luôn hai trái, rất là tiếc nha cả nhà. Là mỏi này nói chung là cũng cực mà cũng không cực lắm, mà nói chung cũng cực nhưng mà nhẹ. Xử lý cơi đọt cho ra bông, ra bông xong cái mình tỉa bông, cái bắt đầu mình dưỡng trái, rồi xong cái lớn lớn như trái cỡ hồi nãy á cả nhà, cái mình bọc lại, bọc lại tới khi chín là mình thu hoạch nha cả nhà nha. Mít cũng tỉa như ổi hay sao ba, mấy trái nó nhiều quá nó nuôi không nổi hoặc là trái nó bị nhỏ. Cả nhà thấy cái mít rồi, trái đã không? Cái đìa này là trai miền Tây nuôi cá nha cả nhà nha, nuôi cá chim trắng. Trai miền Tây có trồng chuối sim nữa nha cả nhà, chuối sim, chuối cao, chuối già, chuối sáp. Hôm qua nước ngập, cái nhà thấy đất ướt, hôm qua nước ngập trai miền Tây đẩy chiếc ghe lên luôn rồi, đẩy chiếc ghe lên bờ để cho thợ lại gắn máy chiếc ghe của trai miền Tây nha cả nhà nha. Rồi gắn máy xong rồi trai miền Tây sẽ cho hạ xuống rạch, xuống sông nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục tham quan vườn dừa sim thôi. Đây, trai miền Tây tận dụng cây bưởi đã chết này cả nhà, đã già yếu. Trái miền Tây có trồng mớp nữa. Trái này trái miền Tây đã ăn nhiều rồi, nhưng mà những cái lớn này nè cả nhà, trái miền Tây sẽ để giống lại nha, để ươm giống lại rồi mình sẽ gầy giống ra thêm nha cả nhà nha. Mình thêm giống mớp này nó ngon, mình không để mất gốc. Mới thu hoạch dừa 2 hôm, giống mới cắt. Buồng dừa này lứa sau cách 20 ngày là thu hoạch được nè cả nhà. Buồng chị, buồng em, buồng chị, buồng em vậy đó. Dừa xiêm. Nhà thấy trái đẹp không? Cả nhà có uống nước dừa không? Trái miền Tây chặt cho. Trời nắng nóng nực thì nè mình uống trái dừa, khỏi uống đá nha cả nhà. Uống không ngon mát. Mình ở quê á cả nhà, mình tận có dừa, mình trồng dừa tận dụng 3 cái lá này nè cả nhà, mình chụm bếp củi á cả nhà, mình không có đỡ, mình đỡ tốn điện với tốn ga nha cả nhà nha. Cái lá thì mình để mình nhóm lửa, còn cái chà cái nhánh á cả nhà là mình sẽ 4 cây dừa chim nó hơi lão hơi cao rồi nha cả nhà. 4 cây mình trồng trước á cả nhà. Dừa sim đẹp không cả nhà, thấy vườn dừa sim của trai miền Tây đẹp không? Ôi cả nhà thấy đây cái dừa chưa? Nhà thấy cái dừa cực kỳ chưa? Nhà thấy có mê chưa? Quá sai luôn nha cả nhà nha. Đó.
Như cả nhà thấy đẹp ha. Quá trường sai luôn. Rồi bây giờ trai miền Tây sẽ chặt trái dừa xuống để mời cả nhà cùng thưởng thức với trai miền Tây nha. Cả nhà chờ đợi nha, để trai miền Tây chặt xuống nha. Dừa xiêm đây cả nhà. Chưa được nạo lắm nha cả nhà. Tại hai bữa trước lái vô đã hái bẻ dừa nạo hết rồi. Giờ mới dán cháo. Rồi xin mời cả nhà cùng uống nước dừa với trai miền Tây nha. Mới bán cháo nhưng mà nước vẫn ngọt nha cả nhà. Ngọt lắm. Rồi xin mời cả nhà tiếp tục. Nước rất là nhiều cả nhà ơi. Người khỏe khỏe uống trái nổi chứ người yếu uống trái không nổi luôn. Rất là ngon, ngọt. Rồi xin mời cả nhà cạn trái dừa nha. Hết luôn cả nhà ơi. Rồi, clip tham quan vườn dừa xiêm ổi của trai miền Tây đến đây là kết thúc nha cả nhà nha. Hẹn cả nhà theo dõi những clip tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.